lộ mục đích thực sự của chiến dịch tấn công vùng Kursk. Tuần đột phá của Nga ở phía nam Donetsk. Ông Trump tuyên bố giành chiến thắng. Elon Musk thắng lớn trong ngày bầu cử Mỹ. Bài phát biểu đầu tiên của ông Donald Trump sau chiến thắng bầu cử Mỹ có gì đặc biệt? Cảnh báo đáng sợ xảy ra với Ukraine ngay ngày mai nếu hôm nay ông Trump thắng cử. Trong hơn một tuần qua, lực lượng Nga có đột phá lớn tại Nam Donetsk, đánh sập hàng loạt cứ điểm của đối phương. Những kết quả này sẽ dẫn tới bước ngoặt quan trọng trong chiến sự Ukraine. Việc pháo đài Uleda sụp đổ vào cuối tháng 9 đã khiến lực lượng Kiev không những mất đi thành phố lớn nhất ở tiền tuyến Nam Donetsk, mà còn mở ra cánh cửa để quân đội Nga lợi dụng nhằm nhanh chóng phát triển tiến công về hướng Bắc và hướng Đông theo trục đường T-0524 từ Palika đi Kurakhovi. Sau khi chiếm được Uleda, nhóm cơ động thuộc cụm quân phía Đông, gọi là nhóm Vostok của quân đội Nga, có khoảng 3 tuần để nghỉ ngơi, củng cố lực lượng, sau đó tiếp tục bước vào chiến đấu. Vào ngày 26 tháng 10, một số đơn vị Nga xuất phát từ hướng Yolota Niva ở cánh tây Uleda tổ chức đột kích về phía Bắc, thu hẹp đáng kể vùng đệm và mục tiêu trực tiếp là thị trấn Satatsky nằm trên đường cao tốc O0510, cách làng Yolota Niva 9 km. Vào ngày 27 tháng 10, một đợt đột kích quy mô lớn đã được lực lượng Moscow phát động và không chỉ công phá vào một mục tiêu. Thay vào đó, nhóm Vostok được chia thành 3 mũi và đồng thời tiến hành cuộc tấn công cùng lúc vào 3 thị trấn Satatsky, Novokranka và Bohojelenka. Rõ ràng đây không phải là một hành động chiến thuật nhỏ lẻ mà là một kế hoạch chiến đấu ở cấp độ chiến dịch của quân đội Nga. Lực lượng Kiev ở Nam Donetsk đã kiệt sức sau những trận đánh kéo dài, nhanh chóng vỡ trận để đối phương kiểm soát hàng trăm km vuông lãnh thổ chỉ bằng một đòn đánh. Điều đáng nói là trong cuộc chiến giành Uleda, lực lượng Nga phải mất 2 năm và chịu thiệt hại rất lớn. Nhưng cuộc giao tranh ở 3 thị trấn trên rất gần Uleda chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 3 đến 4 ngày. Điều này không phải vì quân đội Ukraine không kiên quyết chống trả, mà đó là sự sụp đổ liên hoàn theo hiệu ứng domino. Đến cuối tháng 10, nhóm Vostok không chỉ cơ bản kiểm soát 3 khu định cư này, mà còn săn bằng khoảng trống giữa các mũi xung kích, toàn bộ khu vực kiểm soát, đối phương bị đẩy về phía Bắc một cách đáng kể. Bộ Tổng tham mưu Ukraine ban đầu hy vọng rằng sau khi Uleda thất thủ thì tuyến đường O0510 có thể định hình lại phòng tuyến ở hướng Nam Donetsk. Nhưng giờ đây mặt trận thay đổi quá nhanh, đe dọa không chỉ mặt trận Nam Donetsk mà còn cả các hướng khác. Tại các thị trấn có dân số hơn 1.000 người trước xung đột, quân đội Ukraine thường cầm cự được trong nhiều tháng. Tuy nhiên, ở 3 thị trấn ở Nam Donetsk, họ đã không thể cầm cự được quá một tuần. Sau khi nhóm Vostok chiếm được 3 khu định cư này, họ tiếp tục đẩy mạnh tiến công kiểm soát về phía Bắc. Rõ ràng là quân đội Nga không có ý định dừng lại ở đó. Sau khi tấn công thị trấn Satatsky, một đơn vị thuộc nhóm Vostok nhanh chóng phát triển tấn công xa hơn về phía Bắc, chiếm được Jasna Polyana và nắm quyền kiểm soát ngôi làng quan trọng trong khu vực rất thưa dân sinh sống này. Trong trận đánh đầu tháng 11, nhóm Vostok trên hướng Đông Uleda cũng tích cực chiến đấu, phát triển về phía Bắc và chiếm làng Masimika nằm ở phía Bắc thị trấn Novokaranka. Masimika và Jasna Polyana mặc dù chỉ là những ngôi làng nhỏ, nhưng chúng còn có thể được dùng làm bàn đạp và là đầu cầu cho các cuộc tấn công tiếp theo của lực lượng Moscow lên hướng Bắc. Điều quan trọng hơn đó là việc lực lượng Nga đã vượt qua trục đường O0510. Như vậy, chỉ trong khoảng 10 ngày, nhóm Vostok đã tiến hơn 10 km về phía Bắc, tốc độ tương đối nhanh trong bối cảnh chiến tranh giành vị trí. Hiện tại, lực lượng Nga đã cắt đứt đường giao thông trực tiếp giữa thị trấn chiến lược Veliky Novosinka và thành phố Kulakhovi, đẩy đối phương tại đây vào thế nguy ngập. Chưa hết, sau khi chiếm làng Jasna Polyana, quân đội Nga nhanh chóng phát triển về phía Bắc. Hiện tại, mũi thọc sâu đã tiến tới phía nam làng Joli. Cũng như vậy, mũi xung kích thuộc nhóm Vostok hiện chỉ cách tuyến đường cao tốc chiến lược H-15 chỉ khoảng 2 km, trực tiếp uy hiếp tuyến đường hậu cần duy nhất còn lại cho cụm cứ điểm Kurakhovi. Việc Nga tiến nhanh ở phía nam Donetsk sẽ có 3 tác động lớn đến tình hình chiến trường. Thứ nhất, đó là quân đội Nga đã xuất hiện ở phía đông thị trấn Velika Novosinka và thiết lập thế trận hoàn chỉnh, đặt một phần nền tảng cho trận chiến giải quyết thị trấn chiến lược này trong tương lai. Thứ hai, quân đội Nga bất ngờ xuất hiện ở phía nam sông Sukhijali, khu vực hiện có hơn 10 ngôi làng nằm rải rác dọc sông. Việc hạ gục từng ngôi làng khỏi một mặt trận phòng thủ là điều hiển nhiên, nhưng hiện tại nhóm Vostok rõ ràng làm tốt hơn, khi họ có thể giành quyền kiểm soát chỉ trong một đòn tấn công. Thứ ba, pháo đài lớn nhất còn lại của AFU trong toàn vùng Nam Donetsk là thành phố Kulakhovi, với dân số trước chiến sự là 46.000 người. Tuyến phòng thủ chính nằm ở phía đông và đang đối đầu với cụm quân phía nam của lực lượng Moscow.
phía bắc Kurakovy có hồ chứa Kurakhovskoye rất lớn và trên nữa là tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine trên sông Volcha. Hiện nay, AFU đã mất tuyến phòng thủ trên sông này. Trong thời gian tới, Kurakovy sẽ là nơi giao tranh sôi động nhất trên toàn chiến trường. Nếu quân đội Nga cắt được đường H-15 ở Ralip, cách thành phố 20 km, và mỗi tấn công nữa từ Selenovo diễn ra đúng tiến độ, lực lượng Kiev sẽ bị nhốt trong một cái túi cực lớn và đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông Trump đã có bài phát biểu chiến thắng tại trung tâm hội nghị ở bang Florida trước những người ủng hộ. Ông Trump tuyên bố giành chiến thắng. Ông Trump đã xuất hiện trên sân khấu trung tâm hội nghị ở West Palm Beach, Florida và được tuyên bố là tổng thống đắc cử. Xuất hiện cùng ông là vợ, bà Melania Trump cùng các con, cùng với phó tướng J.D. Vance. Vài phút trước đó, vào lúc 14 giờ 10 phút theo giờ Việt Nam, hãng tin Reuters đưa tin, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố ông Donald Trump là tổng thống đắc cử. Ông Mike Johnson nhấn mạnh các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện sẵn sàng và đã chuẩn bị để hành động ngay lập tức theo chương trình America First của ông Trump. Ông Trump đã giành được 277 phiếu đại cử tri sau khi thắng thêm tại nhiều bang chiến trường như Pennsylvania, vượt ngưỡng 270 phiếu cần thiết để đắc cử Tổng thống. Trong khi đó, bà Harris chỉ giành được 226 phiếu. Tại trung tâm hội nghị ở West Palm Beach, bang Florida, nơi ông Trump dự kiến sẽ sớm có bài phát biểu, đám đông đã hò reo USA, USA, USA khi đài Fox News tuyên bố ông là người chiến thắng. Ông Donald Trump, 78 tuổi, sẽ trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Đây cũng là nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump sau nhiệm kỳ đầu tiên năm 2016, năm 2020. Dự kiến các đại cử tri đoàn tại các bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Donald Trump làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đồi Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Đồng USD tăng mạnh khi ông Trump dẫn trước bà Harris. Đồng bạc xanh đã ghi nhận xu hướng tăng mạnh so với hầu hết đồng tiền quy đổi khác trên thế giới khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đi đến hồi kết. Đồng bạc xanh đã tăng kỷ lục 2,7% so với đồng peso Mexico, đồng thời tăng mạnh so với các đồng tiền quy đổi khác như franc Thụy Sĩ, yên Nhật và nhân dân tệ Trung Quốc. Chỉ số đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh cũng tăng hơn 1,6% lên vùng 105 điểm. Trong khi đó, tỷ giá quy đổi đồng euro và USD đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 3 tháng 7, còn 1,0762 USD trên euro. Sức mạnh đồng USD tăng cao trong bối cảnh kết quả bầu cử Mỹ đang dần đi đến hồi kết với việc ông Donald Trump đang giành chiến thắng trước bà Harris. Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi chặt chẽ thị trường ngoại hối vì đây là một trong những thị trường có tính thanh khoản cao nhất và vẫn mở cửa khi kết quả bầu cử được công bố. Các nhà giao dịch kỳ vọng thành công của ông Trump và Đảng Cộng Hòa có thể đẩy đồng USD lên cao hơn. Về mặt lý thuyết, các đề xuất của ông Trump liên quan đến việc tăng thuế đối với các đối tác thương mại lớn sẽ giúp sức mạnh của đồng USD tăng lên. Thuế thương mại giúp phát triển các hoạt động kinh doanh nội địa và giảm nhập khẩu của Mỹ. Chúng tôi tin rằng những tác động này sẽ giúp các công ty quy mô nhỏ có xu hướng tập trung vào thị trường trong nước và làm tăng giá trị trao đổi của đồng USD. Christopher, trưởng bộ phận chiến lược toàn cầu tại Wells Fargo, cho biết. Trước đó, đồng USD đã có xu hướng gia tăng mạnh trong thời gian chuẩn bị cho ngày bầu cử, dù có ghi nhận những phiên giảm. Xét trong tháng 10, chỉ số USD Index đã tăng hơn 3%. Ông Chris Turner, giám đốc thị trường toàn cầu, cho biết những người tham gia thị trường cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ông Trump thắng cử. Tại thị trường Việt Nam vào ngày 6 tháng 11, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với USD được Ngân hàng Nhà nước đưa ra ở mức 24.258 đồng trên một USD, tăng 10 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ cộng trừ 5%, tỷ giá trần hôm nay các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là 25.470 đồng trên 1 USD và tỷ giá sàn là 23.045 đồng trên 1 USD. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện niêm yết tỷ giá tham khảo đồng bạc xanh ở mức 23.400 đến 25.450 đồng trên 1 USD. Tại các ngân hàng, giá bán USD hôm nay cũng đồng loạt tăng so với cuối phiên liền trước, hiện neo chắc chắn ở mức trần 25.470 đồng trên 1 USD. Ở chiều mua, giá USD ngân hàng chủ yếu tăng 20-67 đồng. Người Việt ở Mỹ trắng đêm chờ kết quả, xe in hình ông Trump chạy khắp phố. Vào rạng sáng ngày 6 tháng 11 theo giờ Mỹ, nhiều người gốc Việt vừa tham gia bầu cử tổng thống đã thức trắng đêm, hồi hộp chờ kết quả cuộc chạy đua giữa ông Donald Trump và bà Harris. Trước khi diễn ra bỏ phiếu chính thức, các chiến dịch vận động tranh cử thường xuyên được tổ chức kéo dài nhiều tháng, thu hút hàng nghìn người tham gia. Những chiếc xe buýt có dán hình ứng viên tổng thống và phó tổng thống liên tục chạy qua các khu phố với hy vọng thu hút thêm lá phiếu của cử tri. Trước đây, Florida là bang chiến trường, giằng co giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trong mỗi kỳ bầu cử tổng thống.
Tuy nhiên, mấy năm gần đây, cử tri nơi đây nghiêng về phía Đảng Cộng Hòa. Nhiều người Mỹ trong những ngày này sẽ ăn ngủ cùng chiếc TV bởi đây là phương tiện cập nhật thường xuyên thông tin về cuộc bầu cử trước khi đi vào thời khắc quyết định. Người Mỹ rất quan tâm đến cuộc bầu cử, họ cũng thận trọng đưa ra quyết định lựa chọn, ủng hộ ai. Các thông tin từ truyền hình cho thấy, người Mỹ mong đợi ứng viên làm tổng thống sẽ mang lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống của họ và cho nước Mỹ. Ở một góc độ xa hơn, người nắm giữ vị trí tổng thống của nước Mỹ cũng sẽ làm thay đổi phần nào cục diện thế giới. Bà Harris hủy bài phát biểu do lo ngại kết quả bầu cử. Phó Tổng thống Harris đã hủy bài phát biểu trước những người ủng hộ tại thủ đô Washington, D.C. sau khi cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng tại Georgia và Bắc Carolina, hai bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Drickman, đồng chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà Harris, đã nói với đám đông tại Đại học Howard rằng Phó Tổng thống sẽ không phát biểu trước công chúng cho đến cuối ngày hôm nay. Quyết định giữ im lặng đi kèm với sự thay đổi lớn về tâm trạng của các trợ lý chiến dịch, những người ủng hộ bà và các quan chức đảng Dân Chủ khi ông Donald Trump đã chiến thắng và trở thành Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Quan hệ Việt-Mỹ vẫn sẽ mạnh mẽ sau bầu cử Tổng thống Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Mark Knapper khẳng định, có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Washington DC về thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, bất kể kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ra sao. Quan hệ Việt Nam-Mỹ đã được hưởng lợi rất nhiều từ sự ủng hộ của lưỡng đảng. Nói lưỡng đảng nghĩa là bất kể đó là Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa đều luôn ủng hộ mối quan hệ Việt Nam-Mỹ suốt 30 năm qua. Đại sứ Knapper khẳng định, ông khẳng định cả hai đảng này và chính phủ Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và kiên cường. Vì vậy, bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử hôm nay, mối quan hệ bền chặt giữa hai nước chúng ta sẽ vẫn duy trì và phát triển mạnh mẽ. Cử tri Mỹ, giống như nhiều người khác trên thế giới, mong muốn sự ổn định, hòa bình và thịnh vượng. Khi được hỏi về những thách thức của tân Tổng thống, ông Knapper đã khéo léo uyển chuyển rằng hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả để biết các khó khăn mà chủ nhân mới của Nhà Trắng có thể gặp phải là gì. Câu trả lời của vị đại sứ Mỹ tại Việt Nam nằm trong nỗ lực phòng hờ nhằm trấn an các nước đối tác và đồng minh của Mỹ trên thế giới trước những diễn biến của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Đại sứ Knapper khẳng định, chúng tôi ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, độc lập, thịnh vượng và kiên cường. Chúng tôi ủng hộ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng hệ thống chính trị của nhau. Đây là những điều sẽ không thay đổi. Đây là những điều cơ bản đối với mối quan hệ của hai nước chúng ta. Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 30 năm Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, cũng là năm Mỹ sẽ có một tổng thống mới. Khi được hỏi về điều này, đại sứ Knapper cho rằng năm 2025 sẽ là dịp để cả hai nước cùng nhau suy nghĩ về các mục tiêu, lợi ích chung. Có rất nhiều điều hai nước đang cùng nhau làm việc, từ xây dựng nền kinh tế thu nhập cao dựa trên công nghệ cao, nền kinh tế xanh hay đào tạo lực lượng lao động bán dẫn. Đây là những điều mà Việt Nam mong muốn và cũng là những điều mà Mỹ ủng hộ, kề vai sát cánh cùng Việt Nam. Vì vậy tôi hy vọng rằng năm tới, chúng ta sẽ thấy nhiều tiến bộ hơn nữa trên nhiều nền tảng mà cả hai bên đã xây dựng được, ông Knapper bày tỏ. Kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, nhiệm kỳ 2025-2029 sẽ sớm được công bố. Chiến thắng của ông Donald Trump có thể tạo ra những thay đổi trong chính sách đối ngoại của Mỹ, tác động trực tiếp đến khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, so với các khu vực khác trên thế giới như châu Âu, châu Mỹ và Trung Quốc, khả năng cao là Đông Nam Á và Việt Nam sẽ ít chịu ảnh hưởng nhiều từ chính quyền nhiệm kỳ 2 của ông Donald Trump. Cho đến nay, các động thái trong chiến dịch tranh cử của ông Trump đều cho thấy rằng Đông Nam Á không phải là ưu tiên ngoại giao hàng đầu của ông, và điều này sẽ vô tình tạo điều kiện cho các bộ phận khác trong hệ thống chính trị Mỹ, bao gồm Quốc hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, để dẫn đầu chiến lược trong khu vực theo cách có tính toán, có kỹ trị hơn. Sau đây là một số kịch bản và chiến lược mà Tổng thống Ukraine Zelensky và các quan chức nước này có thể đang tính đến. Đầu tiên đó là đảm bảo tiếp tục hỗ trợ vũ khí và tài chính. Trong suốt nhiệm kỳ trước đó của mình, ông Trump từng đặt dấu hỏi về việc Mỹ hỗ trợ Ukraine và cho rằng các nước châu Âu nên đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ quân sự cho Kiev. Nếu ông Trump chiến thắng, có khả năng ông sẽ tiếp tục gây áp lực buộc các quốc gia NATO, đặc biệt là các nước châu Âu phải tăng cường đóng góp. Do đó, chính quyền Zelensky có thể sẽ đẩy mạnh ngoại giao với các nước đồng minh ở châu Âu để đảm bảo rằng sự hỗ trợ vũ khí và tài chính sẽ được tăng cường từ các nguồn này trong trường hợp Mỹ giảm bớt đóng góp. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky và chính quyền của ông có thể sẽ tăng cường các nỗ lực ngoại giao để xây dựng mối quan hệ tốt hơn với Đảng Cộng hòa Mỹ, đặc biệt là với những nghị sĩ ủng hộ viện trợ Ukraine. Điều này có thể bao gồm các chuyến thăm cấp cao tới Mỹ, các cuộc họp mặt với các nhà lập pháp quan trọng và tạo ra các kênh liên lạc trực tiếp nhằm giải thích cho các nhà lập pháp Mỹ về sự quan trọng của việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine. Các nỗ lực này sẽ giúp Ukraine bảo đảm rằng viện trợ không bị cắt giảm quá mức nếu có sự thay đổi trong chính sách của Donald Trump.
nếu Mỹ giảm bớt sự hỗ trợ trực tiếp, Ukraine có thể chuyển hướng sang các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới để tìm kiếm sự hỗ trợ về tài chính và tái thiết. Các tổ chức này có thể giúp Ukraine giảm bớt phụ thuộc vào Mỹ và tạo ra những kênh hỗ trợ ổn định hơn từ cộng đồng quốc tế. Với khả năng cựu Tổng thống Trump có thể yêu cầu giảm sự hỗ trợ từ Washington, Ukraine cũng có thể đang cân nhắc các chiến lược xây dựng khả năng phòng thủ độc lập. Điều này có thể bao gồm việc đầu tư nhiều hơn vào sản xuất vũ khí trong nước và tìm kiếm nguồn cung từ các quốc gia khác ngoài Mỹ như Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này không chỉ giúp Ukraine giảm sự phụ thuộc vào Mỹ mà còn tăng cường khả năng tự bảo vệ trước các mối đe dọa từ Nga. Thứ hai đó là kêu gọi tài trợ. Ukraine có thể kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà tài trợ tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và các quỹ từ thiện quốc tế. Những nguồn hỗ trợ này có thể đóng góp vào dự án tái thiết và nhân đạo giúp Ukraine duy trì các dịch vụ cơ bản cho người dân trong khi tiếp tục cuộc chiến với Nga. Một trong những điểm nổi bật trong quan điểm của ông Trump là khả năng đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Tổng thống Nga Putin. Chính quyền Zelensky có thể đang chuẩn bị các phương án cho trường hợp ông Trump thúc đẩy Ukraine tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình. Để chuẩn bị cho kịch bản này, Ukraine có thể sẽ đưa ra các yêu cầu cơ bản và lập trường rõ ràng về các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát nhằm bảo vệ lợi ích và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình trong mọi cuộc đàm phán. Ngoài việc duy trì quan hệ tốt với Mỹ, Ukraine sẽ tiếp tục củng cố quan hệ với các đồng minh truyền thống khác như Anh, Canada và Liên minh châu Âu. Điều này giúp bảo đảm rằng nếu có sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, Ukraine vẫn có sự hỗ trợ cần thiết từ cộng đồng quốc tế để tiếp tục bảo vệ chính quyền và đẩy lùi các cuộc tấn công từ phía Nga. Trong bối cảnh cựu Tổng thống Donald Trump sắp trở lại Nhà Trắng, Ukraine đang chuẩn bị các phương án ứng phó linh hoạt để bảo vệ lợi ích quốc gia của mình. Bằng cách đa dạng hóa nguồn hỗ trợ quốc tế, tăng cường tự lực phòng thủ và duy trì ngoại giao chủ động, chính quyền Zelensky hy vọng sẽ giữ vững được sự hỗ trợ cần thiết để tiếp tục cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập và chủ quyền lãnh thổ trước những thách thức lớn từ Nga. Nền tảng X của vị tỷ phú Elon Musk đạt được lượng sử dụng kỷ lục trong ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Thông qua bài đăng trên tài khoản cá nhân, Elon Musk cho biết X vừa đạt kỷ lục truy cập của nền tảng, đính kèm với bài đăng là biểu đồ thời lượng người dùng tại Mỹ dành cho mạng xã hội của ông. Trong đó, đường màu đỏ biểu thị cho số liệu vào ngày 5 tháng 11, cao vượt trội so với những ngày thứ ba trước đó. Khởi điểm ở mức khoảng 3 tỷ giây sử dụng mỗi giờ từ nửa đêm, chỉ số tăng dần khi mặt trời mọc ở Mỹ. Kỷ lục được xác lập với khoảng 6 tỷ giây người dùng truy cập ứng dụng vào khoảng 22-23 giờ, theo giờ Washington. Ông chủ mạng xã hội không công bố chính xác lưu lượng truy cập trên toàn cầu. Tuy nhiên, theo tuyên bố của Elon Musk, đây là con số cao nhất từng được ghi nhận trên X. Kỷ lục về truy cập mạng xã hội này trước đó được xác lập vào hôm 15 tháng 7 khi ông Trump bị ám sát hụt ở đợt vận động tranh cử. Musk cho biết người dùng toàn cầu đã dành khoảng 417 tỷ giây để truy cập X, riêng tại Mỹ là 93 tỷ. Tuy nhiên, tính chính xác trong những thông tin mà ông chủ X chia sẻ vẫn bị nghi ngại. Cụ thể trước đó, mạng xã hội này cho biết họ có 250 triệu người dùng hoạt động hàng ngày với thời gian trung bình là 30 phút. Tuy nhiên, nếu chia 417 tỷ giây nói trên cho toàn bộ khách hàng, mỗi tài khoản chỉ mở khoảng 27 phút. Hồi tháng 3, tài khoản chính thức của X cũng chia sẻ báo cáo về chỉ số hoạt động với khoảng 8 tỷ phút sử dụng mỗi ngày từ người dùng. Tuy nhiên, kỷ lục 417 tỷ giây chỉ bằng gần 7 tỷ phút, thấp hơn cả trước đó. Elon Musk, CEO Tesla và SpaceX là một trong số những tỷ phú công khai ủng hộ Donald Trump trong cuộc đua giành ghế Tổng thống Mỹ. New York Times gọi hành động này là bước đi được ăn cả, ngã về không của vị tỷ phú. Ông không ngần ngại gắn liền danh tiếng và ảnh hưởng của mình với cựu Tổng thống Mỹ. Musk không chỉ đưa ra quan điểm chính trị trên nền tảng mạng xã hội của mình là X, trước đây là Twitter, mà còn tham gia các buổi vận động tranh cử và đóng góp tài chính vào chiến dịch của ông Trump. Chúng ta sẽ đưa chính phủ ra khỏi túi tiền và cuộc sống của các bạn, Musk phát biểu trong một sự kiện của Trump tại Madison Square Garden. Điều gì quyết định kết quả bầu cử Mỹ và vì sao tỷ lệ lại xít sao như vậy? Chưa bao giờ trong lịch sử chính trị Mỹ gần đây, kết quả của một cuộc bầu cử tổng thống lại khó đoán đến như vậy. Trong khi các cuộc bầu cử trước đây từng được quyết định một cách xít sao khi chiến thắng năm 2000 của ông George Bush trước ông Al Gore chỉ cách vài trăm phiếu bầu ở Florida, thì vẫn luôn có một vài cảm nhận về việc hướng đi của cuộc đua sẽ thay đổi trong những ngày cuối cùng. Đôi khi như năm 2016, cảm nhận đó là sai. Vào năm đó, các cuộc thăm dò dư luận đã đánh giá quá cao sức mạnh của bà Clinton và không phát hiện ra động thái đột phá có lợi cho ông Trump vào phút chót. Tuy nhiên, lần này, tất cả các mũi tên đều chỉ theo những hướng khác nhau, không ai có thể đưa ra dự báo chắc chắn theo bất kỳ cách nào.
hầu hết các cuộc thăm dò dư luận cuối cùng đều nằm trong biên độ sai số cả trên toàn quốc và ở 7 bang chiến trường quan trọng, có thể quyết định đến kết quả cuộc bầu cử. Nếu chỉ dựa trên số liệu thống kê và quy mô mẫu, thì điều đó có nghĩa là bất kỳ ứng viên nào cũng có thể dẫn trước. Chính sự không chắc chắn này khiến các chuyên gia chính trị và các chiến lược gia vận động tranh cử đều bối rối. Đã có một số bất ngờ khi một cuộc khảo sát được đánh giá cao gần đây về Iowa, vốn nghiêng về Đảng Cộng Hòa, đã cho thấy bà Harris dẫn trước một cách bất ngờ. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận lớn và các mô hình dự báo diễn giải chúng đều cho thấy đây là một trò chơi tung đồng xu. Chỉ vì kết quả của cuộc bầu cử này không chắc chắn, điều đó không có nghĩa là kết quả thực tế sẽ không mang lại tính quyết định. Nếu các mô hình tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sai và nhiều phụ nữ hoặc nhiều người dân sống ở nông thôn hoặc nhiều cử tri trẻ tuổi bất mãn hơn đi bỏ phiếu, thì điều đó có thể thay đổi đáng kể đến kết quả cuối cùng. Ngoài ra cũng có những bất ngờ trong các nhóm cử tri quan trọng. Ông Trump bắt đầu bài phát biểu của mình bằng một thông điệp tương đối ngắn gọn rằng ông sẽ thực hiện lời hứa trấn áp nhập cư và hướng tới kỷ nguyên thịnh vượng lịch sử của Mỹ. Sau khi các kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Trump đã giành được 277 phiếu đại cử tri, đánh bại bà Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Trump đã nói rằng nước Mỹ đã trao cho chúng ta một nhiệm vụ chưa từng có và mạnh mẽ. Bước lên sân khấu ở Florida, nơi có đông người ủng hộ sẵn sàng chờ đợi ông để ăn mừng chiến thắng cách biệt, ông Trump đã nói lời cảm ơn những người ủng hộ ông trên khắp nước Mỹ. Chúng ta có hàng ngàn người bạn trong phong trào đáng kinh ngạc này, đây là một phong trào chưa từng thấy trước đây, và thành thật mà nói tôi tin rằng đây là phong trào chính trị vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông Trump nói ở West Palm Beach, chúng tôi sẽ giúp đất nước chúng ta chữa lành, ông Trump nhấn mạnh. Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chúng tôi sẽ đưa trở lại một nước Mỹ mạnh mẽ, an toàn, thịnh vượng mà con em chúng ta xứng đáng có được và các bạn xứng đáng có được. Đây thực sự sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ, ông nói. Sau đó ông ca ngợi chiến thắng về số phiếu phổ thông, mặc dù số phiếu bầu toàn quốc cuối cùng sẽ không được công bố trong nhiều ngày tới. Ông Trump đồng thời ca ngợi Đảng Cộng Hòa kiểm soát Thượng viện. Sau kết quả ngày hôm nay, đảng này kiểm soát 51 ghế, trong viện 100 ghế. Ông Trump cũng tuyên bố Đảng Cộng Hòa đang trên đường giành chiến thắng tại Hạ viện, mặc dù kết quả kiểm soát cơ quan này có thể sẽ không tiết lộ trong nhiều ngày tới. Trong bất kỳ thỏa thuận nào như vậy, ông Zelensky đều khó có thể giành lại bán đảo Crimea hoặc khu vực Donbass hoặc nhận được tiền bồi thường cho những thiệt hại to lớn đã gây ra cho đất nước của ông ấy. Nhà phân tích người Anh Whisley nhận định, theo giới phân tích, ông Trump có thể cũng tuyên bố chặn hỗ trợ tài chính cho Kiev nhằm ép buộc chấm dứt chiến tranh. Việc ông Trump cắt ngay lập tức tài trợ cho Ukraine sẽ là một kịch bản cực đoan, nhưng đó là một kịch bản hợp lý vì chính trị gia này nổi tiếng là người khó đoán. Đồng thời, các chuyên gia đồng ý rằng Ukraine phải đối mặt với một tương lai không chắc chắn trong bối cảnh sự hỗ trợ của phương Tây suy yếu và nguồn tài trợ suy yếu. Và nếu ông Trump thắng, có thể gọi điện cho Tổng thống Putin ngay ngày hôm sau cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là điều nguy hiểm nhất. Chiến thắng của ông Donald Trump có thể dẫn đến việc ông ấy sẽ gọi điện cho Tổng thống Nga Putin sớm nhất là vào ngày 6 tháng 11. Bất kỳ cuộc gọi nào như vậy sẽ làm tăng kỳ vọng về một giải pháp thương lượng và các cuộc thảo luận có thể bắt đầu trong những tháng đầu của năm 2025. Whisley nói, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Đảng Dân Chủ được đại diện bởi Phó Tổng thống Harris và Đảng Cộng Hòa do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện. Cuộc bỏ phiếu quyết định sẽ diễn ra ở các bang xung đột mà không bên nào dẫn trước rõ ràng. Năm nay các bang này bao gồm Arizona, Wisconsin, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và North Carolina. Bộ Quốc phòng Nga cho biết kế hoạch tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk là nhằm chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đang tiếp tục nghiên cứu các tài liệu về hành vi nghiêm trọng của Ukraine trong các vấn đề liên quan đến an toàn bức xạ. Trung tướng Igor Kurilov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học thuộc lực lượng vũ trang Nga, đã tuyên bố điều này trong cuộc họp giao ban của Bộ Quốc phòng Nga. Theo ông, chỉ riêng trong năm 2022, lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện 49 cuộc tấn công bằng pháo và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Bình luận về những hành động gây hấn gần đây của Kiev, tướng Kirillov cho rằng một trong những mục tiêu ưu tiên trong cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào lãnh thổ vùng Kursk là chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Kursk, một trong ba nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Nga, nằm trên bờ sông Siem, cách thành phố Kursk khoảng 40 km về phía tây. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã công bố báo cáo của Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine, trong đó trước khi lập kế hoạch hoạt động quân sự của chính quyền Kiev ở Kursk đã tính tới việc chỉ có Liên bang Nga sẽ bị nhiễm phóng xạ trong trường hợp xảy ra tai nạn. Ông nói thêm rằng hậu quả của hành động này sẽ lớn hơn nhiều.
Bởi xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, một vụ tai nạn nhà máy điện hạt nhân quy mô lớn sẽ dẫn đến việc chất độc phóng xạ sẽ lan rộng ra một khu vực rộng lớn ở châu Âu, như trường hợp của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ngoài ra, theo ông Kirillov, các quan chức chính quyền Kiev vẫn chưa từ bỏ ý tưởng chế tạo cái gọi là vũ khí hạt nhân cấp độ thấp, tức là bom bẩn. Mặc dù hiện tại Kiev thiếu tiềm năng kỹ thuật và cơ sở chế tạo sản xuất để tạo ra vũ khí hạt nhân, nhưng khả năng hiện có hoàn toàn cho phép Kiev tạo ra bom bẩn. Để tạo ra các thiết bị như vậy, có thể sử dụng nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, nguồn phóng xạ công nghiệp và hiệu chuẩn. Trung tướng Igor Kirillov nhấn mạnh rằng chính quyền Ukraine đang tránh cung cấp cho các chuyên gia IAEA toàn quyền tiếp cận tất cả các đối tượng nằm trong khu vực, loại trừ cơ sở hạt nhân cũ Chernobyl, đồng thời cũng đang trì hoãn việc nộp báo cáo chi tiết về số lượng và tình trạng chất thải phóng xạ nằm ở đó. Người đứng đầu cơ quan này cho biết rằng Bộ Quốc phòng Nga cùng các cơ quan hành pháp liên bang liên quan sẽ tiếp tục theo dõi tình hình bức xạ, hóa học, sinh học, cũng như phân tích các mối đe dọa hạt nhân từ Ukraine và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ không cho phép chính quyền Kiev thực hiện chương trình hạt nhân của riêng mình. Ông Rogov cho biết, chiến thuật được cải tiến trong hành động của quân đội chúng ta trên tiền tuyến dẫn đến thực tế là lính quân đội Ukraine nhận ra họ sẽ bị bao vây và bắt giữ, nên rời bỏ vị trí của mình hàng loạt. Đặc biệt, theo ông, khi tiến về phía trước, quân đội Nga không sử dụng các đòn tấn công trực diện mà đi vòng sang hai bên sườn để bao vây, buộc quân Ukraine phải bỏ chạy, thường bỏ lại các thiết bị quân sự và vũ khí. Rogov nói, đây là lý do tại sao chúng ta thấy tốc độ tấn công khá cao ở Donetsk và giải phóng ngày càng nhiều khu định cư. Truyền thông Nga gắn những thành công quân sự mới nhất của Nga trong khu vực chiến dịch đặc biệt với chiến lược có tên gọi là tấn công thác nước. Tuy nhiên, thực ra không hề có thuật ngữ quân sự đặc biệt nào như vậy, các chuyên gia nói, đồng thời đưa ra tầm nhìn của họ về ngụ ý hàm chứa trong tên gọi của chiến lược này. Chuyên gia quân sự, đại tá đã nghỉ hưu Anatoly Mavichuk giải thích rằng lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng hiệu quả một chiến lược được gọi là hệ thống tấn công phức hợp. Cách tiếp cận này mà các nhà báo gọi là cuộc tấn công thác nước kết hợp đòn hỏa lực phối hợp về thời gian và địa điểm với những cuộc tấn công mặt đất vào phía sau và hai bên sườn của đối phương. Ông lưu ý, theo lời chuyên gia, trước khi sử dụng chiến thuật như vậy, quân Nga đã cố gắng giáng đòn tấn công trực diện vào đối phương, nhưng như vậy gây ra nhiều tổn thất về nhân sự. Chiến lược này hiện đang tạo điều kiện cho quân Nga đẩy đối phương vào thế bị cô lập về mặt chiến thuật, sau đó sẽ từng bước củng cố vòng vây, gia tăng thành phong tỏa toàn diện, và đối phương đứng trước hai sự lựa chọn, đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Đại tá Mavichuk nói, ông nhắc rằng cách hành binh tương tự đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào Oleda và những diễn biến sự kiện gần đây ở hướng Nam Donetsk. Sau khi những thành công quân sự mở ra con đường tới Poros ở phía Tây Donetsk, quân Nga đã sử dụng chiến thuật tương tự một cách có hệ thống. Chiến lược như vậy liên kết các cuộc tấn công giáng vào ổ hỏa lực, phương tiện phòng ngự và hệ thống kiểm soát của đối phương ở phía sau và hai bên sườn, chuyên gia Anatoly Mavichuk nêu rõ. Ông Andrei Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho hay, quân đội Triều Tiên đã hứng chịu hỏa lực tại tỉnh Kursk của Nga. Các nhóm quân Triều Tiên đầu tiên đã hứng chịu hỏa lực từ phía Ukraine tại Kursk, ông Kovalenko thông báo. Đây là cuộc đụng độ đầu tiên giữa quân đội Ukraine và các nhóm quân Triều Tiên tại biên giới Nga. Hiện chưa rõ về bối cảnh và hậu quả của cuộc tập kích. Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood cho hay Mỹ nhận được thông tin rằng 8.000 quân Triều Tiên đã tập hợp tại Kursk. Tới ngày hôm nay, Lầu Năm Góc thông báo con số này đã tăng lên ít nhất 10.000 quân. Thiếu tướng Patrick Reeder, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, có dấu hiệu cho thấy quân đội Triều Tiên sẽ cung cấp khả năng chiến đấu hoặc hỗ trợ chiến đấu cho lực lượng Nga. Theo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Nga đã trang bị vũ khí bộ binh cho lực lượng Triều Tiên tại Kursk. Cụ thể, các nhóm lính Triều Tiên được cung cấp súng cối 60mm, súng trường AK-12, súng máy, súng bắn tỉa, tên lửa chống tăng có điều khiển Phoenix và súng phóng lựu chống tăng cầm tay. Họ cũng được trang bị một số thiết bị nhìn vào ban đêm, máy ảnh nhiệt, kính ngắm chuẩn trực và ống nhòm. Trong khi đó, Nga và Triều Tiên đều đưa ra phản ứng tương tự nhau khi không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận việc Bình Nhưỡng điều quân sang Nga. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia đã chất vấn rằng tại sao các đồng minh của Nga như Triều Tiên lại không giúp đỡ Moscow chống lại Ukraine, trong khi các nước phương Tây tuyên bố họ có quyền giúp cho Kiev. Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Song Kim thì tuyên bố rằng nếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Nga bị đe dọa bởi những nỗ lực nguy hiểm liên tục của Mỹ và phương Tây, và nếu chúng tôi cho rằng chúng tôi nên đáp trả họ bằng điều gì đó, thì chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cần thiết.
Trong một diễn biến liên quan khác, tờ Korea Herald dẫn thông tin từ các quan chức quân sự và cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cho biết, quyết định của Triều Tiên về việc điều quân tới Nga chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dường như dựa trên tính toán cho rằng chiến thắng của ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể dẫn tới kết thúc sớm cho cuộc xung đột Ukraine. Nước Mỹ dưới thời Trump có thể sẽ rút khỏi xung đột Ukraine. Điều này sẽ làm suy yếu một trong những trụ cột chính của cấu trúc tương tự như thời chiến tranh lạnh mà Triều Tiên đã nỗ lực xây dựng trong những năm gần đây, thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Moscow, cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định. Cơ quan này cũng báo cáo với Quốc hội Hàn Quốc rằng mỗi binh sĩ Triều Tiên được cử đi chiến đấu cho Nga sẽ nhận mức lương là 2.000 USD mỗi tháng. Ngoài quân đội, hiện có khoảng 4.000 công nhân Triều Tiên ở Nga với mức lương trung bình là 800 USD mỗi tháng. Bên cạnh đó, theo giới chức Hàn Quốc, những khó khăn trong lĩnh vực tài chính và lương thực của Triều Tiên phần lớn đang được giải quyết thông qua những khoản thù lao của Nga cho đóng góp của Bình Nhưỡng vào cuộc xung đột. Trước đó, Nga từng gửi cho Triều Tiên 50.000 đến 60.000 tấn gạo. Ông Wee Sung Lak, thành viên của Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc cho rằng, trong thời gian tới, Nga hoàn toàn có khả năng cung cấp cho Triều Tiên 600.000 đến 700.000 tấn gạo. Tuần trước, cơ quan tình báo báo cáo với Quốc hội Hàn Quốc rằng Nga đang giúp Triều Tiên phát triển công nghệ vũ trụ tiên tiến, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tìm cách phóng một vệ tinh do thám quân sự khác. Sự xuất hiện của lính Triều Tiên ở Nga, nếu đúng như vậy, được xem là sự kiện chưa từng có trong lịch sử, thể hiện sự leo thang lên một tầm mức mới trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đến nay. Ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, nhấn mạnh, ông Guterres rất quan ngại trước các báo cáo cho biết quân đội Triều Tiên hiện đang ở Nga. Tuyên bố viết, điều này sẽ thể hiện sự leo thang rất nguy hiểm của cuộc chiến ở Ukraine. Mọi việc phải được thực hiện để tránh bất kỳ hành động quốc tế hóa nào đối với cuộc xung đột này. Ngôn từ của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres nhấn mạnh vào hai khái niệm chính đối với vai trò ngày càng tăng của Triều Tiên trong cuộc chiến Nga-Ukraine là sự leo thang nguy hiểm và quốc tế hóa cuộc xung đột tại Ukraine. Quả thật, sự xuất hiện của binh lính Triều Tiên, nếu đúng như vậy, được xem là sự kiện chưa từng có trong lịch sử, thể hiện sự leo thang lên một tầm mức mới trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đến nay. Phát biểu tại Tổng hành dinh Bruxelles, người đứng đầu Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO, Mark Rutte, gọi động thái này là sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến Ukraine. Cho đến nay, các quốc gia phương Tây vẫn đang cố gắng kiềm chế chính thức đưa quân đội hỗ trợ cho Ukraine với e ngại leo thang chiến tranh và mở rộng cuộc xung đột. Khối NATO, bất chấp những bất đồng nội bộ bên trong về cách xử lý xung đột Ukraine, cho đến nay đã từ chối với bất kỳ đề xuất nào có thể mở rộng cuộc xung đột khốc liệt ở Ukraine. Cuộc chiến tranh trên bộ được coi là lớn nhất ở châu Âu kể từ nửa sau thế kỷ 20 sang các nước khác. Nếu binh lính Triều Tiên xuất hiện trong những ngày tới ở khu vực chiến sự Ukraine, thì làn danh đỏ đã bị vượt qua khi đây không chỉ là cuộc xung đột đẫm máu giữa binh lính Nga và Ukraine, mà còn của bên thứ ba. Các quốc gia ủng hộ một trong hai bên có thể gửi quân tham chiến, giống như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng đề xuất. Trong trường hợp xấu nhất, nó có nguy cơ biến một cuộc chiến ở châu Âu thành một cuộc xung đột toàn cầu bao trùm khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và tiếp đó có thể là một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Trong khi chờ đợi phản ứng mạnh mẽ hơn của NATO, việc Triều Tiên triển khai quân chiến đấu để hỗ trợ Tổng thống Nga Putin có nguy cơ lôi kéo Hàn Quốc vào cuộc xung đột. Trước đây, Seoul cố gắng tránh liên quan sâu vào cuộc xung đột Ukraine bằng cách chỉ giới hạn viện trợ nhân đạo cho Kiev và được cho là miễn cưỡng bán cho Mỹ 1 triệu quả đạn pháo để chuyển tiếp cho Ukraine. Tuy nhiên, một sự dịch chuyển chính sách của Hàn Quốc đã diễn ra. Trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào tuần trước, các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc đã mô tả sự ủng hộ của Triều Tiên đối với nỗ lực chiến tranh của Nga là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và tuyên bố sẽ can thiệp vào Ukraine để đáp trả. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cũng mạnh mẽ phát biểu trong một cuộc họp báo, nếu Triều Tiên cử lực lượng đặc biệt tới cuộc chiến Ukraine như một phần của hợp tác Nga-Triều, chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine theo từng giai đoạn, đồng thời xem xét và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù các quan chức phương Tây và cả Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc coi các động thái của quân đội Triều Tiên ở Nga là một sự leo thang đáng lo ngại, nhưng một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba vẫn chưa dễ xuất hiện. Ngoài phản ứng của nhân tố Mỹ, vẫn còn nhiều bí ẩn cho đến khi chúng ta biết được Tổng thống mới là ai, thì một nhân tố khác có thể thay đổi cán cân sức mạnh nếu thật sự tham chiến, đó chính là Trung Quốc. Bắc Kinh cho đến nay vẫn giữ im lặng. Do đó, việc quốc tế hóa cuộc xung đột Ukraine trong giai đoạn tới có lẽ vẫn dừng ở Triều Tiên. James Rogers, giám đốc nghiên cứu của Hội đồng Địa chiến lược có trụ sở tại Anh cho biết, việc Nga huấn luyện và triển khai quân đội Triều Tiên ở Ukraine đánh dấu một giai đoạn quan trọng khác trong cuộc xung đột, nhưng nó sẽ không gây ra một cuộc chiến tranh toàn cầu rộng lớn hơn.
Lo lắng của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres có cơ sở, nhưng các nhà lãnh đạo của các cường quốc cũng muốn kiểm soát cuộc xung đột này. Cuộc chiến ở Ukraine có lẽ là quá đủ cho thế giới này trong nửa đầu thế kỷ 21. Trong ngày 4 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội Nga sẽ nhanh chóng quét sạch lực lượng Ukraine ra khỏi vùng biên giới Kursk. Vùng Kursk sẽ sớm sạch bóng binh lính Ukraine khi chúng ta giành lại được lãnh thổ từ tay đối thủ. Sẽ có rất nhiều việc cho các tình nguyện viên, ông Putin nói. Chủ nhân điện Kremlin nhấn mạnh Moscow sẽ không thể đạt được chiến thắng nếu không có các tình nguyện viên giúp đỡ binh lính ở tiền tuyến. Trước đó, ông Putin từng nói rằng nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi Ukraine khỏi Kursk. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội nước này đã đẩy lùi nhiều nỗ lực tiến công của Ukraine ở Kursk, khiến đối thủ tổn thất 350 binh lính và 4 xe tăng trong 24 giờ qua. Lực lượng Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương theo hướng khu định cư Novovanoka, chặn đứng các nỗ lực tiến công theo hướng Leonidovo và Plekovo. Phía Nga cho biết, báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, Ukraine đã mất hơn 29.600 binh lính, 184 xe tăng, hơn 1.000 xe bọc thép các loại và 40 hệ thống pháo phóng loạt. Sự xuất hiện của lính Triều Tiên ở Nga, nếu đúng được xem là sự kiện chưa từng có trong lịch sử, thể hiện sự leo thang lên một tầm mức mới trong cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đến nay. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio nhấn mạnh, ông rất quan ngại trước các báo cáo cho biết quân đội Triều Tiên hiện đang ở Nga. Tuyên bố viết điều này sẽ thể hiện sự leo thang rất nguy hiểm của cuộc chiến ở Ukraine. Mọi việc phải được thực hiện để tránh bất kỳ hành động quốc tế hóa nào đối với cuộc xung đột này. Leo thang nguy hiểm. Ngôn từ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vào hai khái niệm chính đối với vai trò ngày càng tăng của Triều Tiên trong cuộc chiến Nga-Ukraine là sự leo thang nguy hiểm và quốc tế hóa cuộc xung đột tại Ukraine. Quả thật, sự xuất hiện của binh lính Triều Tiên nếu đúng như vậy được xem là sự kiện chưa từng có trong lịch sử, thể hiện sự leo thang lên một tầm mức mới trong cuộc đua xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đến nay. Phát biểu tại Tổng hành dinh ở Bruxelles hôm 28 tháng 10, người đứng đầu Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương gọi động thái này là sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến Ukraine. Cho đến nay, các quốc gia phương Tây vẫn đang cố gắng kiềm chế chính thức đưa quân hỗ trợ cho Ukraine với e ngại leo thang chiến tranh và mở rộng cuộc xung đột. Khối NATO, bất chấp những bất đồng nội bộ bên trong về cách xử lý xung đột Ukraine, cho đến nay đã từ chối với bất kỳ đề xuất nào có thể mở rộng cuộc xung đột khốc liệt ở Ukraine. Cuộc chiến tranh trên bộ được coi là lớn nhất ở châu Âu kể từ nửa sau thế kỷ 20 sang các nước khác. Tuy nhiên, nếu binh lính Triều Tiên xuất hiện trong những ngày tới ở khu vực chiến sự Ukraine, thì lằn ranh đỏ đã bị vượt qua khi đây không chỉ là cuộc xung đột đẫm máu giữa binh lính Nga và Ukraine mà còn của bên thứ ba. Các quốc gia khác ủng hộ một trong hai bên có thể gửi quân tham chiến giống như Tổng thống Pháp Macron từng đề xuất. Trong trường hợp xấu nhất, nó có nguy cơ biến một cuộc chiến ở châu Âu thành một cuộc xung đột toàn cầu bao trùm khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tiếp đó có thể là một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Hàn Quốc có thể bị lôi kéo. Trong khi chờ đợi phản ứng mạnh mẽ hơn của NATO, việc Triều Tiên triển khai quân chiến đấu để hỗ trợ Tổng thống Nga Vladimir Putin có nguy cơ lôi kéo Hàn Quốc vào cuộc xung đột. Trước đây, Seoul cố gắng tránh liên quan sâu vào cuộc xung đột Ukraine bằng cách chỉ giới hạn viện trợ nhân đạo cho Kiev và được cho là miễn cưỡng bán cho Mỹ 1 triệu quả đạn pháo để chuyển tiếp cho Ukraine. Tuy nhiên, một sự chuyển dịch chính sách của Hàn Quốc đã diễn ra. Trong cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào tuần trước, các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc đã mô tả sự ủng hộ của Triều Tiên đối với nỗ lực chiến tranh của Nga là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và tuyên bố sẽ can thiệp vào Ukraine để đáp trả. Tổng thống Hàn Quốc cũng mạnh mẽ phát biểu trong một cuộc họp báo, nếu Triều Tiên cử lực lượng đặc biệt tới cuộc chiến Ukraine như một phần của hợp tác Nga-Triều, chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine theo từng giai đoạn, đồng thời xem xét và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù các quan chức phương Tây và cả Tổng thư ký Liên Hợp Quốc coi các động thái của quân đội Triều Tiên ở Nga là một sự leo thang đáng lo ngại, nhưng cuộc chiến tranh thế giới thứ ba vẫn chưa dễ xuất hiện. Ngoài phản ứng của nhân tố Mỹ, vẫn còn nhiều bí ẩn cho đến khi chúng ta biết được Tổng thống mới là ai, thì một nhân tố khác có thể thay đổi cán cân sức mạnh nếu thật sự tham chiến đó chính là Trung Quốc. Bắc Kinh cho đến nay vẫn giữ im lặng, do đó việc quốc tế hóa cuộc xung đột Ukraine trong giai đoạn tới có lẽ vẫn dừng ở Triều Tiên.
Giám đốc nghiên cứu của Hội đồng Địa chiến lược có trụ sở tại Anh cho biết, việc Nga huấn luyện và triển khai quân đội Triều Tiên ở Ukraine đánh dấu một giai đoạn quan trọng khác trong cuộc xung đột, nhưng nó sẽ không gây ra một cuộc chiến tranh toàn cầu rộng lớn hơn. Lo lắng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có cơ sở, nhưng các nhà lãnh đạo của các cường quốc cũng muốn kiểm soát cuộc xung đột này. Cuộc chiến ở Ukraine có lẽ là quá đủ cho thế giới này trong nửa đầu thế kỷ 21. Chuyên gia nhận định đòn tấn công liên tiếp của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ làm xuất hiện nhiều thị trấn ma ở Ukraine trong mùa đông năm nay. Sự bi quan bao trùm ở Kiev và Washington, Tổng thống Zelensky đang cố gắng trèo lái Ukraine vượt qua mùa đông khắc nghiệt thứ ba giữa lúc xung đột với Nga. Người dân Ukraine được cho là sẽ phải chịu đựng những tháng giá lạnh sắp tới khi cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại do đòn không kích bằng máy bay không người lái của Nga. Các cuộc tấn công liên tiếp của Nga và Ukraine đã gia tăng trong những tháng gần đây với con số từ 350 vụ vào tháng 7 lên 2.000 vào tháng 10. Nhiều khu vực như Sumy và Poltava của Ukraine đã rơi vào cảnh mất điện sau những trận không kích gần đây của Nga. Quyền giám đốc điều hành lưới điện quốc gia Eugen Nego cảnh báo việc Nga liên tục pháo kích vào cơ sở hạ tầng, mạng lưới truyền tải và các cơ sở sản xuất điện của Ukraine đồng nghĩa với thời gian hạn chế tiêu thụ điện hàng ngày trong mùa đông năm nay có thể kéo dài tới 8 giờ. Mùa đông sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất đối với người dân Ukraine kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Ông Kovalenko, nhà phân tích địa chính trị và cựu binh Ukraine chia sẻ, mức độ thiệt hại do đòn tấn công bằng tên lửa của Nga vào các nhà máy điện nghiêm trọng đến mức chúng không thể sửa chữa được trong tương lai gần và một số có thể không bao giờ được xây dựng lại. Cuộc sống ở một số khu vực đô thị như Zaporizhia và Kharkiv có thể dừng lại trong mùa đông với thị trấn ma, người dân di rời, nạn đói và tử vong vì nhiệt độ đóng băng, ông Kovalenko cho hay. Ngoài cái giá lạnh của mùa đông, những thay đổi trên các chiến tuyến từ thế bế tắc chỉ vài tháng trước sang những bước tiến gia tăng của Nga ở khu vực Donetsk khiến Ukraine không khỏi lo ngại. Ngay tại vùng biên giới Kursk của Nga, nơi các lực lượng Kiev bất ngờ đột kích và chiếm đóng hồi đầu tháng 8, quân đội Nga cũng đang giành lại quyền kiểm soát một phần đáng kể lãnh thổ từ tay binh sĩ Ukraine. Trong khi đó, cuộc tấn công của Nga ở phía đông và phía nam Donetsk trên mặt trận rộng 48-64 km cũng đang hướng đến Podolsk, trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine. Nếu giành được Podolsk, Nga càng có thêm động lực tiến tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn vùng Donbas của Ukraine. Những gì đang diễn ra ở Donbas chắc chắn ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu, nhịp độ tiến công của Nga đã nhanh hơn so với đầu năm nay hoặc năm 2023. Vấn đề phức tạp hơn đối với Ukraine hiện tại là không thể tập hợp đủ người để chiến đấu ở mặt trận, bên cạnh hoạt động bàn giao vũ khí bị chậm trễ. Trên thực tế, vấn đề là đưa người ra tiền tuyến để sử dụng những vũ khí đã được chuyển đến. Tiết lộ về áp lực của Ukraine trên các mặt trận trong cuộc chiến với Nga. Dù tiền tuyến đã dịch chuyển đáng kể ở phía nam tỉnh Donetsk, nhưng đây không phải là khu vực duy nhất mà những bước tiến gần đây của quân đội Liên bang Nga gây lo ngại nghiêm trọng cho công tác phòng thủ của Ukraine. Ngày 5 tháng 11, phía tây bắc Podolsk, các cuộc giao tranh trong đô thị vẫn diễn ra ác liệt ở các thành phố Torek và New York, nơi các lực lượng Liên bang Nga liên tục đạt được những bước tiến nhỏ qua các con phố đổ nát. Vào mùa xuân và mùa hè, hoạt động phòng thủ của Ukraine ở Chashivtcha, cách thành phố Bakhmut bị phá hủy 5 km về phía tây, dường như là điểm sáng trên tiền tuyến. Tại đây, với sự hỗ trợ đáng kể, một rào cản phòng thủ kiên cố, lữ đoàn cơ giới số 24 giàu kinh nghiệm của Ukraine đã giữ chân các lực lượng Liên bang Nga ở rìa phía tây của thành phố trong nhiều tháng. Tuy nhiên, sau áp lực liên tục, hàng loạt cuộc tấn công thất bại và việc Liên bang Nga sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái vào giữa tháng 10, tuyến phòng thủ của Ukraine ở kênh này đã bị đột phá cả trên đường cao tốc chính dẫn vào Bakhmut và ở nội đô Chashivtcha. Nếu có thể củng cố vị trí của mình ở phía Tây và tiến xa hơn, các lực lượng Liên bang Nga có thể tiếp cận các thành phố Slovyansk, Kramatorsk và Drukika. Ở phía Bắc, tại tỉnh Kharkiv, dù tình hình khu vực xung quanh Kharkiv hầu như không thay đổi kể từ đợt tiến công đầu tiên của Liên bang Nga vào tháng 5, nhưng nhiều vùng lãnh thổ đã giải phóng gần với Kupiansk lại đứng trước nguy cơ bị Moscow tái chiếm. Khả năng kiểm soát của Ukraine đối với vùng lãnh thổ phía đông sông Ostin đang đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng từ các cuộc tiến công của Liên bang Nga, đặc biệt là xung quanh Pristani, nơi các lực lượng Liên bang Nga đã mở rộng được phạm vi phòng thủ khoảng 15 km để vươn tới được bờ sông. Trong khi đó, tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga,
nơi mà cuộc đột kích bất ngờ của Ukraine vào tháng 8 ban đầu đã áp đảo hệ thống phòng thủ mỏng manh ở biên giới, Kiev cũng đang ở thế bất lợi. Khi các lực lượng mới của Liên bang Nga được điều đến, giành lại hàng loạt khu định cư trong các đợt phản công liên tiếp, khu vực kiểm soát của Ukraine trên lãnh thổ Liên bang Nga đã giảm xuống gần một nửa so với diện tích ban đầu. Ngoài lực lượng ban đầu xuyên thủng phòng tuyến của Liên bang Nga vào tháng 8, Kiev buộc phải huy động một số đơn vị mạnh nhất của mình để củng cố phòng thủ ở các khu vực thuộc tỉnh Kursk. Nhiệm vụ này được dự đoán sẽ trở nên khó khăn hơn khi lực lượng bên thứ ba tham chiến. Nga nhắm mục tiêu vào lực lượng dự bị của Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công vào khu vực biên giới. Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục các cuộc tấn công lớn vào khu vực tập trung quân dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine, ngăn chặn khả năng xảy ra các nỗ lực mới nhằm tấn công các vùng lãnh thổ biên giới của Nga và đẩy nhanh cường độ các hoạt động trên không ở các khu vực biên giới. Quân đội Nga tiếp tục hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra vào các khu vực biên giới của tỉnh Kursk, phá hủy các khu vực tập trung quân dự bị của Ukraine ở vùng Sumy. Theo dữ liệu tình báo, khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine đã được thiết lập, nơi quân nhân của một trong các tiểu đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đang tập trung để tiến hành tấn công vào lãnh thổ Nga. Các vũ khí có độ chính xác cao của không quân Nga vốn được sử dụng để loại bỏ các mục tiêu đã xác định, đã đánh bại thành công lực lượng tập trung của đối phương. Các cảnh quay được công bố từ hiện trường cho thấy một đòn tấn công chính xác vào mục tiêu ghi lại hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Sau cuộc tấn công của máy bay không người lái Lancet ở khu vực biên giới Sumy của Ukraine, một đơn vị pháo tự hành của Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 3 tháng 11 tuyên bố chiến dịch xóa sổ các đơn vị Ukraine ở Kursk vẫn tiếp diễn. Trong ngày 3 tháng 11, lực lượng tên lửa và máy bay chiến thuật của Nga tấn công vào lực lượng dự bị và điểm tập kết của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41, 47, 61 và 115. Lữ đoàn tấn công đường không số 95, lữ đoàn lực lượng đặc biệt số 1, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103, 106 và 129 ở khu vực Sumy. Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tiếp tục các hoạt động tấn công trong ngày 3 tháng 11, đánh bại lực lượng của các lữ đoàn cơ giới 21, 22, 41 và 115, lữ đoàn xe tăng 17, lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95. Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 112 và 129 của lực lượng vũ trang Ukraine gần Darino, Lenidovo, Nokolajevo và Darino, Novo Vanoka và Pelikhovo. Các đơn vị của nhóm tác chiến Nga đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của đối phương về phía Malaya, Lonia, Novo Vanoka và Pliokhovo. Máy bay, đơn vị pháo binh và lực lượng tên lửa của Nga tiếp tục tấn công quân nhân và thiết bị Ukraine ở Kursk. Trong ngày qua, Nga tuyên bố tổn thất của Ukraine lên tới hơn 150 người, cùng một xe chiến đấu bộ binh, một hệ thống tác chiến điện tử và 5 xe cơ giới. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, lực lượng Ukraine đã mất hơn 29.250 quân, 180 xe tăng, 106 xe bọc thép chở quân, 102 xe chiến đấu bộ binh, 1.063 xe chiến đấu bọc thép, 785 xe cơ giới, 255 khẩu pháo và 40 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống MLRS do Mỹ sản xuất, cũng như 10 bệ phóng tên lửa, 59 hệ thống tác chiến điện tử, 12 radar phản pháo, 4 radar phòng không và 25 thiết bị kỹ thuật. Tờ The Guardian của Anh cho biết các đơn vị Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2022, trong khi khu vực phía nam của tiền tuyến Ukraine sắp sụp đổ. Vào tháng 10, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 500 km2 lãnh thổ, chủ yếu ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tờ báo lưu ý rằng quân đội Nga cũng đã tiếp quản khoảng 40 km2 lãnh thổ ở khu vực Kupiansk. Thị trưởng quân sự dân sự Kupiansk, ông Andrei Besedin mô tả tình hình ở khu vực này là nguy cấp và cho biết khoảng 1.400 người vẫn chưa sơ tán khỏi đây khi quân đội Nga đang áp sát. Tờ báo nhấn mạnh kể từ đầu tháng 10, tình hình Kupiansk đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể đối với các lực lượng Ukraine. Các binh sĩ Ukraine nói rằng lực lượng Nga áp đảo cả về pháo binh, thiết bị quân sự và nhân sự. Tại Kupiansk, những người lính Ukraine cho biết điều kiện ở tiền tuyến rất khắc nghiệt. Ông Oleksandr Isaev, một công binh 59 tuổi cho biết, "Chúng tôi không có đủ đạn để bắn, họ bắn 10 quả đạn pháo, trong khi chúng tôi chỉ bắn 1 quả." Với quá ít vũ khí thông thường, Ukraine đang nỗ lực giữ phòng tuyến bằng thiết bị bay không người lái. Ông Oleksandr Ivansov, một người điều khiển thiết bị bay không người lái thuộc lữ đoàn tấn công số 3, cho biết tình hình ở bờ trái rất căng thẳng. Ông cho biết Nga liên tục tấn công các vị trí của Ukraine và nói thêm, giao tranh diễn ra ở khắp mọi nơi, đôi khi họ thành công, đôi khi thì không. Không có nơi nào chiến đấu dễ dàng, Nga có nguồn lực khổng lồ. Kupiansk có tầm quan trọng về mặt chiến lược và là một trung tâm đường sắt quan trọng.
Từ Kupiansk có một con đường dẫn về phía nam đến thị trấn Azium và thành phố Sloviansk. Một con đường khác dẫn đến Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Về phía bắc Kupiansk là tỉnh Belgorod của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của nhóm tác chiến phía tây của nước này đã đẩy lùi 5 đợt phản công của Ukraine trong ngày. 5 đợt phản công của các đội xung kích từ các lữ đoàn cơ giới số 14 và 44 cùng lữ đoàn xe tăng số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã bị đẩy lùi. Phòng thủ của Ukraine ở Donbas đã sụp đổ hoàn toàn, mở đường cho Nga tiến về phía tây, nơi lực lượng Ukraine không có công sự và đồn lũy được trang bị mạnh. Tốc độ tấn công của Nga sẽ cho phép kiểm soát các khu vực còn lại của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và các khu vực khác khỏi lực lượng Kiev có thể được mong đợi trong những tháng tới nếu Kiev không đồng ý khởi động đàm phán với Moscow. Không có nỗ lực nào giúp quân đội Ukraine ngăn chặn được bước tiến của Nga. Trong tuần qua, quân đội Nga đã giành được một số chiến thắng quan trọng ở nhiều hướng khác nhau trên tiền tuyến và gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine ở các khu vực hậu phương chiến lược và chiến thuật. Quân đội Ukraine đang phải hứng chịu cảnh thiếu hụt hệ thống phòng không, cũng như thiếu những người lính có kinh nghiệm, những người có thể vận hành chúng. Vào đêm ngày 2 tháng 11, tiếng nổ vang rền được nghe thấy trên khắp cả nước Ukraine, bao gồm cả thành phố Kiev và khu vực lân cận. Vùng Zhytomyr và Sumy, nơi lực lượng vũ trang Ukraine tích trữ lực lượng dự bị cần thiết để tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ Nga. Máy bay không người lái UAV của Nga đã gây ra thiệt hại đáng kể về trang thiết bị quân sự trong hoạt động tấn công mới nhất này. Vào ban đêm, ít nhất 2 tên lửa Iskander-M của Nga đã phá hủy trại huấn luyện của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine ẩn náu tại làng Malinovka ở vùng Kharkiv. Những người lính Ukraine được huấn luyện để tham gia các trận chiến ở vùng Kursk. Nhưng chỉ những người may mắn nhất trong số họ sống sót sau cuộc tấn công và được đưa đến một bệnh viện ở Kharkiv. Vào tối ngày 2 tháng 11, một cuộc tấn công chính xác khác bằng tên lửa Iskander-M đã ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự của NATO tại làng Elizharovo ở vùng Dnipropetrovsk. Sau khi lực lượng Ukraine chất đầy thiết bị phương Tây vào kho, nó đã bị phá hủy bởi cuộc tấn công. Đây chỉ là một số mục tiêu đã được xác nhận bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Nga sâu bên trong hậu phương Ukraine, nhưng tổn thất nặng nề nhất đối với quân đội Kiev. Các cuộc tấn công diễn ra hàng ngày làm gián đoạn nguồn cung cấp quân sự từ NATO đến Ukraine, cũng như việc chuyển giao thiết bị quân sự đến các chiến trường. Thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng quân sự, công nghiệp và năng lượng, ngăn cản quân đội Ukraine sản xuất và sửa chữa thiết bị quân sự. Trong tuần qua, lực lượng vũ trang liên bang Nga đã kiểm soát hai thành phố có tầm quan trọng chiến lược theo hướng Poros, Selidovo và Goniak, và các cứ điểm của Ukraine tiếp tục thất thủ. Vào ngày 3 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận quyền kiểm soát hoàn toàn Vyshnevoi nằm ở ngoài ô phía tây của Selidovo. Các đơn vị Nga đang mở rộng vùng kiểm soát của họ về phía bắc Selidovo trên mặt trận Vyshnevoi, Lysoka để đảm bảo quyền kiểm soát và tiêu diệt ổ kháng cự của Ukraine ở hai bên sườn. Lữ đoàn Karadak thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine và lữ đoàn Jagger số 68 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã phải rút lui trên mặt trận này. Trong khi cường độ giao tranh theo hướng Poros không hề giảm, mục tiêu chính của quân đội Nga hiện nay là bao vây và tiêu diệt đồn trú của Ukraine ở khu vực Kurakhovo. Các lực lượng Nga đang tiến hành các hoạt động tấn công theo hàng chục hướng xung quanh thành phố. Trong những ngày gần đây, lực lượng phòng thủ của Ukraine đã thất thủ tại một số khu định cư ở phía bắc hồ chứa Kurakhovo. Các lực lượng Nga đang tiến vào khu vực Novomichoka và Novoselidovka, nơi tiểu đoàn thủy quân lục chiến số 137 của lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng chống trả. Các trận đánh ác liệt đang diễn ra ở Ilinka và hoạt động dọn dẹp vẫn tiếp tục ở khu vực Novomichoka. Các trận chiến đang diễn ra gần như trên toàn bộ tuyến liên lạc từ Vyshnevoi đến Ilinka. Quân đội Nga đang thăm dò lực lượng phòng thủ của Ukraine trên một mặt trận rộng, tìm kiếm các điểm yếu bằng các nhóm bộ binh nhỏ và gây thiệt hại hỏa lực cho các nút kháng cự. Trong bối cảnh quân Nga tiến quân, ngày càng có nhiều báo cáo từ các nguồn khác nhau rằng Kiev có thể tham gia đàm phán với Moscow. Kiev chính thức phủ nhận bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trước khi quân đội Nga rút khỏi tất cả các khu vực đã chiếm được và tuyên truyền của Kiev hiện đang chuẩn bị cho người dân về một đợt tăng cường huy động sắp tới. Nhiều quan chức quân sự và chính trị Ukraine nói rằng phụ nữ và thanh niên 18 tuổi nên được đưa ra mặt trận để giành chiến thắng. Trang The Wall Journal của Mỹ đưa tin, tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực miền đông đang sụp đổ chỉ trong tuần qua. Quân đội Nga đã chiếm được nhiều đất đai hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm nay. Theo dữ liệu từ Deep State, kể từ ngày 6 tháng 8, Nga đã chiếm được 1.146 km vuông lãnh thổ Ukraine, nhiều hơn 1/4 so với 7 tháng đầu năm nay.
Trọng điểm tấn công của quân đội Nga nằm ở khu vực Donetsk với mục tiêu chính là chiếm được đầu mối quan trọng của quân đội Ukraine tại Donbas, thành phố Poros. Một khi Ukraine mất đi thành phố trọng yếu này, quân Nga có thể tiến công tới Dnipropetrovsk ở phía tây và bao vây lực lượng Ukraine còn lại ở Zaporizhia từ phía nam. Hiện tại quân đội Nga đang tiến nhanh về mục tiêu này. Đầu tuần này, Nga xác nhận đã chiếm được khu định cư ngoại ô của Poros là Sedidovo, một thị trấn nằm trên trục đường cao tốc và phía nam sông Vocha, đồng thời cũng là một trong những địa điểm tập kết hậu cần của quân Ukraine với trung tâm là Poros, cách đó khoảng 16 km theo đường thẳng. Vì vậy, Sedidovo được truyền thông Mỹ xem là thành quả lớn nhất của quân Nga kể từ khi chiếm được Avdiivka. Deep State dự đoán rằng mục tiêu tấn công tiếp theo của quân Nga có thể là thị trấn Kurakhovy nằm ở phía nam Sedidovo, với đơn vị Nga gần nhất chỉ cách thị trấn này 4 km. Trang tin tức độc lập Medusa cho rằng một đơn vị cơ giới của quân Nga đã tiến đến ngoại ô phía đông của Kurakhovy và các lực lượng Nga khác đang áp sát thị trấn từ phía bắc và phía nam. Đây là chiến thuật tiêu chuẩn của quân Nga, tức là chiếm các khu đất cao bên ngoài thị trấn và nổ súng buộc quân Ukraine trong thành phố phải sơ tán. Hiện tại, quân Nga đã đẩy chiến tuyến đến hồ chứa nước Kurakhovy và dồn quân Ukraine về phía tây của thị trấn. Nếu lực lượng Ukraine tại đây không giữ vững phòng tuyến, thì khu vực trung tâm của Kurakhovy sẽ bị phơi bày trước quân Nga. Medusa cho rằng việc mất Kurakhovy sẽ làm sụp đổ hệ thống phòng thủ của quân Ukraine ở toàn bộ khu vực phía nam Donbas, từ Velika Novosinka đến Sedidovo. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh quân đội Ukraine đã từng điều lữ đoàn tấn công miền núi 128 từ Zaporizhia đến Satas. Thị trấn này nằm giữa Velika Novosinka và Kurakhovy, nơi Ukraine đã cố gắng mở cuộc tấn công để giải vây cho Kurakhovy. Nhưng chiến dịch đã không thành công. Đến ngày 1 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Satas đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Mặc dù Medusa cho rằng các công sự răng rồng do quân đội Ukraine xây dựng đã làm chậm bước tiến của lực lượng thiết giáp Nga, nhưng trang tin tức này cũng thừa nhận rằng phòng thủ của quân đội Ukraine ở khu vực phía nam trông rất mỏng manh và ngay cả lực lượng tiếp viện từ Zaporizhia cũng không đủ để cải thiện tình hình bất lợi của Ukraine tại đây. Bài báo cũng đề cập rằng, mặc dù vào tháng 8, Ukraine đã cố gắng chiếm một phần lãnh thổ Kursk của Nga để buộc Moscow phải điều quân về nước, giảm bớt áp lực lên quân Ukraine ở vùng Donbas. Nhưng tiếc là đến hiện tại, Nga chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào phân tán lực lượng, mà ngược lại còn tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công vào khu công nghiệp Donbas. Tên lửa Hatrim-2 có khả năng bay hơn 500 km, cho phép Kiev thực hiện các chiến dịch oanh kích tới Moscow. Ukraine đã phát triển một loại tên lửa tiên tiến có khả năng đánh vào Moscow, tạo ra tác động lớn trong cuộc chiến chống Nga. Với tầm bắn hơn 500 km, tên lửa Hatrim-2 có thể mang theo đầu đạn nặng 500 kg với độ chính xác cao. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine giờ đây có thể bắn tên lửa sâu vào lãnh thổ Nga mà không cần sự cho phép từ Mỹ hay các đồng minh khác để sử dụng các loại vũ khí của họ như tên lửa hành trình Storm Shadow. Tên lửa này được phát triển theo một dự án dài hạn trị giá 300 triệu USD với 40 triệu USD trong số đó đến từ nguồn tài trợ nghiên cứu và phát triển của Saudi Arabia. Dự án được đẩy nhanh tiến độ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào năm 2022. Jeho Chenev, chủ tịch phái đoàn Ukraine tại NATO cho biết sau 10 năm phát triển, tên lửa Hatrim-2 hiện đã sẵn sàng để hoạt động. Ông phát biểu, "Hãy tin tôi, sẽ sớm có những kết quả cụ thể mà không chỉ Ukraine mà cả Liên bang Nga sẽ thấy." Các chuyên gia quốc phòng cho biết đây là mối đe dọa đáng kể đối với Nga nếu nhà sản xuất tên lửa KB Pideny tại Dnipro, miền đông Ukraine, có thể xây dựng một kho dự trữ lớn. Trước đây họ không có khả năng này và nếu có thể đánh vào Moscow, đó sẽ là một bước tiến lớn trong khả năng chiến đấu, nhưng chỉ khi họ có thể vận hành Hatrim-2 ở quy mô lớn. Nhà phân tích quân sự Tim Ripley nhận xét. Nếu họ muốn tạo ra ảnh hưởng quyết định, họ phải sản xuất số lượng lớn và sau đó phải vượt qua được các biện pháp đối kháng điện tử của Nga. Khả năng né tránh là một tính năng quan trọng của Hatrim-2 với đường bay đạn đạo giúp nó tránh được các hệ thống phòng không tiên tiến S-300 và S-400 của Nga. Giờ đây, Ukraine đã nhắm vào 7 hệ thống radar của Nga trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, có thể làm mù hệ thống phòng không của Nga và đợt tấn công đầu tiên của Hatrim-2 vào Nga có thể sắp xảy ra. Dù các nhà máy sản xuất của Ukraine đã bị Nga tấn công, vụ phóng thử thành công đầu tiên của Ukraine vẫn diễn ra vào tháng 8, theo xác nhận của Tổng thống Zelensky. Có báo cáo chưa được xác minh cho thấy tên lửa này có tầm bắn tối đa lên đến 700 km. Một nguồn tin an ninh Ukraine cho biết khả năng tấn công sâu của Hatrim-2 kết hợp với máy bay không người lái tầm xa sẽ cho phép Kiev đối phó với hệ thống phòng không Nga bằng một mạng lưới tấn công nhiều lớp từ trên không ngay trong lòng Nga.
với khoảng cách trung tâm Moscow đến biên giới Ukraine chưa đầy 450 km. Các chỉ huy Ukraine được cho là đang cân nhắc tấn công vào thủ đô Nga, có thể để trả đũa cho một cuộc tấn công mùa đông nhằm vào Kiev. Dù hệ thống dẫn đường chính xác của Harim-2 vẫn chưa rõ, tên lửa này có thể sẽ gặp nhiều thách thức từ hệ thống phòng không của Nga, đặc biệt là ở khu vực xung quanh thủ đô. Điều quan trọng là tên lửa Harim-2 sẽ cho phép Ukraine tấn công các địa điểm quan trọng tại Nga, từ sân bay đến trung tâm chỉ huy, nhà máy lọc dầu và các khu vực công nghiệp quân sự mà không cần phải xin phép từ các quốc gia phương Tây. Mỹ, Anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí tấn công chính xác như hệ thống Storm Shadow và ATACMS, nhưng không cho phép sử dụng chúng vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Nga và Triều Tiên đã xác nhận cam kết thực hiện Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện được ký kết trước đó. Bộ Ngoại giao Nga vừa qua cho biết rằng Nga và Triều Tiên đã xác nhận cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Cả hai bên đều tái khẳng định cam kết chắc chắn của mình trong việc thực hiện đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện, củng cố việc đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Nga và Triều Tiên lên một tầm cao mới về chất lượng, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Thông tin được Nga đưa ra trong một tuyên bố sau cuộc tham vấn giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Triều Tiên Cho Son Hui. Theo đó, Nga ủng hộ các biện pháp mà giới lãnh đạo Triều Tiên thực hiện nhằm kiềm chế chính sách hung hăng của Mỹ và các đồng minh ở Đông Bắc Á. Tuyên bố cũng cho biết thêm rằng các nhà ngoại giao hàng đầu của Nga và Triều Tiên đã nhất trí tiếp tục tham vấn chiến lược, đối thoại và trao đổi giữa các cơ quan ngoại giao của hai nước ở nhiều cấp độ khác nhau. Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Triều Tiên Sergei Lavrov và Choi Son-hui đã bày tỏ sự hiểu biết rằng lý do chính khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên trở nên trầm trọng hơn là các hành động của Mỹ và đồng minh. Trong quá trình trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế quan trọng, sự hội tụ trong các đánh giá của cả hai bên về tình hình hiện tại trên thế giới đã được xác nhận. Có một sự hiểu biết chung rằng lý do chính khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên ở Đông Bắc Á và các khu vực khác trở nên trầm trọng hơn đó là các hành động khiêu khích của Mỹ và các vệ tinh của nước này, Bộ Ngoại giao Nga nói thêm. Trong số 23 điều khoản của Hiệp ước có một điều khoản quy định rằng trong trường hợp bị đe dọa tấn công bởi một thế lực thứ ba, các bên ký kết sẽ nhất trí về các biện pháp hợp tác theo yêu cầu của mỗi bên và đảm bảo hợp tác để loại bỏ mối đe dọa. Điều khoản khác của Hiệp ước quy định nếu một trong các bên thấy mình đang ở trong tình trạng chiến tranh do bị một hoặc nhiều quốc gia tấn công vũ trang, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự cho bên đó bằng mọi phương tiện có thể. Hiệp ước khẳng định mong muốn bảo vệ công lý quốc tế khỏi những tham vọng bá quyền và nỗ lực áp đặt trật tự thế giới đơn cực của hai nước. Ngoài ra, Hiệp ước thiết lập một hệ thống quốc tế đa cực dựa trên sự hợp tác thiện chí của các quốc gia, tôn trọng lợi ích lẫn nhau, giải quyết tập thể các vấn đề quốc tế, sự đa dạng về văn hóa và văn minh, sự tối cao của luật pháp quốc tế trong quan hệ quốc tế và những nỗ lực chung nhằm chống lại mọi thách thức đe dọa đến sự tồn tại của nhân loại. Hiệp ước này còn yêu cầu hai nước tạo ra các cơ chế cho các hoạt động chung nhằm tăng cường năng lực phòng thủ vì mục đích ngăn ngừa chiến tranh và bảo đảm hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Hai nước tương tác để cùng nhau đối mặt với những thách thức và mối đe dọa ngày càng gia tăng trong các lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược, bao gồm an ninh lương thực, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông, biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe và chuỗi cung ứng, cũng như chủ nghĩa khủng bố, tội phạm có tổ chức, buôn người và nhập cư bất hợp pháp. Về mặt kinh tế, Hiệp định Đối tác kêu gọi mở rộng và phát triển hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, khoa học và kỹ thuật, bao gồm các nỗ lực tăng cường hợp tác thương mại và công nghệ và khuyến khích nghiên cứu chung trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, bao gồm các lĩnh vực như không gian, sinh học, năng lượng hạt nhân hòa bình, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác.